Vừa tắm xong lạnh, Julie mặc cái này vào cho ấm nhá. Được ngày nắng rời, tôi bảo May lên cắt mấy bông hồng xuống để tắm cho Julie. Các ông có nghĩ về cặp móng giò này của May có cầm được cái kéo không? Đương nhiên là cầm thế quái nào được. Cuối cùng thì tôi vẫn phải tự đi cắt đi chứ. Còn ông tướng May thì ngồi chơi. Tì mãi mới được một bông hồng ở phía xa. Lâu lâu bị May với Julie cào nên gai hoa hồng không là cái gì cả. Làm tí top top May nhỉ? Lễ nhạc. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em. Rồi, mày như một bông hồng. Thôi bây giờ đi vào phần chính, đó là đi tắm cho Julie. Sau một hồi tìm quanh nhà thì mày thấy Julie đang trốn ở dưới gầm giường. Ly ơi. Ly. Vất vả lắm thì tôi mới lùa được Julie ra đấy. Trông chị bảy xinh như công chúa ấy nhỉ. Nào bây giờ đi vào đi tắm. Ô hay, Julie không tắm là còn bẩn hơn May đấy. Julie muốn bẩn hơn May à? Thế thì bây giờ tắm cho Julie nhá. Trông cái chậu nước tắm được pha bằng công thức đặc biệt của Julie như cái chậu nước gạo nhỉ. Giải tí hoa hồng lên cho đỡ giống. Vừa nhúng phát nước đen xì luôn ạ. Thế nay mà lúc đầu Julie còn đòi không tắm. Nào để ba lau mặt cho Julie nhá. Ô, lau xong mình nhớ là nước hơi đen. Thôi, không lau mặt nữa, được chưa? Julie đắp tí hoa hồng lên đầu cho thơm. Nãy giờ là chán người thôi, bây giờ mới tắm thật đây này. Cuối cùng là tắm tráng qua nước là xong rồi. Các ông đợi tí tôi cho các ông xem kích thước thật của Julie. Trông công chúa như que củi ấy nhỉ. Julie ở ngoài nhìn bé tí, có 3 cân thôi. Thôi lau vì sấy nhanh không có công chúa lạnh. Vẫn là bật chế độ mát. Thử trước đã, ok rồi. Đoạn này là công chúa dỗi tôi đấy. Đáng yên đang lành lại phải đi tắm. Không phải vì công chúa sợ máy sấy đâu. Eo ơi, nhìn này một đống lông. Nói chung là sấy cho Julie lâu lắm. Bình thường là hết tiếng rưỡi cơ. Tôi mà sấy cho Julie không kỹ dễ bị nấm. Vừa tắm xong lạnh, Julie mặc cái này vào cho ấm nhá. Julie hóa trang thành gấu trúc panda. Mà bộ này tôi mua cho May. Mỗi tội dạo này May mặc không vừa. Các ông biết lý do rồi đấy. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ nhà Mali.